Rồi, vòng nhìn đẹp quá. Cô bán đây được nhiêu năm rồi thưa cô? Chị bán là 40 mấy năm rồi. 40 mấy năm. Ồ. Vậy lúc từ lúc còn trẻ luôn. Đúng rồi. Lúc mẹ là tới con gái. À, cô bán xong rồi tới chị bán. Là chuyển lại cho nó. Gọi là mẹ truyền con nối đấy. Vâng. Vậy ngày xưa thì bắt đầu là thưa là lúc đó là cô bán chiếu hay cô bán gì thưa bán cô? Chiếu. Ngày xưa là xóm chiếu là chuyên bán chiếu. Không phải. Tên nó là xóm chiếu địa danh thôi. Dạ. Nhưng mà hồi đó hồi thì là trước lâu lắm rồi là cái giống như cái vùng trũng đi. Dạ. Rồi trồng này kia vậy đó. Sau vậy. Này là vùng đầm lầy. À. Trũng thôi. Dạ. Xong rồi sau này ta mới xây chợ. Vâng. Mới gọi là xóm chiếu. Dạ. Vậy cô là cũng gốc ở quận 4 à? À, cô gốc quận 4. Vâng. Con thấy người quận 4 thấy hiền lành dễ thương mà sao họ cứ bảo sang đây là sợ gì cái gì đất dữ rồi giang hồ tùm lum gì. Ngày xưa là dân tứ xứ lại. Vâng. Hiểu không? Rồi qua cái hồi thời Pháp rồi có này kia cái nọ. Vâng. Chứ bây giờ đâu còn giang hồ. Giờ thấy dễ thương quá trời, ai cũng nói chuyện cười vui tươi vui vẻ chứ đâu có phải là mặt đằng đằng sát khí như là chuẩn bị lấy máu người ta đâu. Thời đại mới rồi mà. Dạ. Vâng. Hứa là năm nay cô được nhiêu tuổi rồi? 80. 80 mà còn khỏe này vẫn ra chợ chơi. Ra chợ chơi. Gần Tết rồi. Gần Tết rồi con thường là như cô bán lâu năm thì sẽ có khách mối quen. Đúng các rồi. Cô chú biết cô nhiều để tới ủng hộ. Khán giả khán giả. Khách hàng. Dạ. Khách hàng quen lâu năm rồi đó. Vâng. Ta nhìn mặt người ta ghé. Nhưng mà thưa cô thấy là sau đợt Covid thì có một số khán giả lớn tuổi cũng không có còn đi chợ nữa đúng không? Có. Nhiều đó, đó là rất nhiều. Vâng. Quận 4 nhiều ạ. Vâng. Vì chợ là niềm vui á, ra bán gì đâu. Vâng, bây giờ là đi vì đam mê đúng không? Thường con thấy con thấy là này, các cô chú mà kinh doanh chừng 30-40 năm ấy là về kinh tế là đã đàng hoàng rồi, vững rồi. Bây giờ làm là vì cái nghề mình yêu thích thôi. Chứ còn tiền bạc là tích lũy từ nhiều năm trước. Có thể các cô ăn một đời, hai đời, thậm chí ba đời là có khi là chưa nhầm nhò gì. Chị Lan làm luôn á, chị muốn ta cắt về tự mình muối. Vâng. Cái này đâu, có cái nào lấy em ăn thử một đó, cái không ta? Đây để mình ăn thử xem nó có giòn không nhé các bạn. Nhưng mà kiểm tra luôn ha, kiểm tra dùm cho khách hàng nha. Rồi. Cái này thường là ăn với tôm khô đây đúng không chị? Đúng rồi. Tôm khô, củ kiệu, bánh tét trong những ngày Tết á. Rồi đây. Đây. Cái này thì nó cũng chưa có thấm lắm, tại vì hàng Tết. Vâng. Em ăn thử đi. Đây sẽ ăn thử một cái miếng củ kiệu của bạn, của chị nha. Giòn, ngọt mà. Ngọt, ngon đấy. Nó có vị chua nhẹ, tại vì biết sao không? Tại vì chị làm không có làm giấm. Vâng. Khi mà làm giấm á, kiểu nó sẽ nhanh chua mà nó sẽ vâng. Mềm, mình làm tự nhiên á. Cho nên là Tết ăn hay là khách hàng muốn ăn liền á thì chỉ có cái nước giấm riêng của nó. Wow. Vâng, đúng rồi đó. Về lúc cân ký thì chị cứ cân là cái này khô đúng không? Đúng rồi, chị cân khô giống cân như khô, vậy. Cân khô xong lúc nào mà khách cần cho nước thì chị cho nước là tính rồi, là không rồi. Có tính theo ký đúng không? Luôn, đúng rồi. Là nói chung á mình cân khô nước phải cho riêng. Vậy thưa chị là cái này bây giờ bao nhiêu tiền một ký chị? À, bây giờ hiện tại là 180. Nhưng mà có thể dao động Tết nó hàng nó có rẻ chị sẽ xuống giá. Còn nếu mà nó có thể nó mắc hơn là chị sẽ bán cao lên. Nhưng mà hiện tại vậy đó. Chị bán 180 này em thấy là hơi rẻ đấy. Hôm nay em đi mấy chợ khác là 220. Đúng rồi, 180 là 180, có khi 200, có khi hàng nó lên, bữa là 200. Vâng. Bữa nay là 180. Có năm á em biết á, cựu không có đó. Vâng. Nó tới 250 ký mà không có cựu để mình bán cho mối vâng. Quen. Rồi chị ơi, còn đây là cà pháo à? Đúng rồi, cà này là cà pháo tôm chua. Chị làm, chị mới làm hàng Tết là ngon lắm, bao ngon. Có chị ở quận 8 đó chị thích cái này lắm. Cái đó là bao nhiêu tiền một ký đó chị? Cái này là có 100 ngàn ký thôi, nó có tôm chua rồi luôn. Có tôm chua. Tôm chua, riềng, đồ đầy đủ hết á. Dạ. Chị bên quận 8 mỗi lần á, chị
thường khi chỉ coi chú Tích của em á, chị qua chị mua, chị ăn chỗ này là chị ăn được thôi, chứ không chỗ nào đó. Chị nói như vậy đó. Nhưng mà hôm nay em đăng lên có thể là ngày mai có người chia sẻ là chị biết rồi. Chị đó chị á. Dạ rồi, đây tiếp theo là món này tôm là món chua, tôm chua quế. Cái này là dịp thì giờ là không thể thiếu đem đi nè. Cái này là nhiêu tiền một ký đây thưa chị? Cái này là 400. Là bao ngon luôn á, tôm này tôm thiên nhiên. Tôm này thiên nhiên á, là bắt lên á, có lớn có nhỏ là nó không có đều con. Đều con á là tôm ở trên á. Là như là tôm nuôi. Tôm nuôi, còn tôm tự nhiên thì con lớn con nhỏ đó chị. Đúng rồi, tôm sông á. Thưa chị, trong cái này nó gồm có những cái gì đấy? Tôm đây là tỏi, ớt nè, điền nè, tôm. Rồi gia vị nước mắm rồi đó. Tôm muối có thứ vô. Nói chung là tôm này ăn rất là ngon. Thử rồi cho em thử một con đi. Con nhỏ nhỏ đi ha. Con nhỏ 400 ngàn một ký nha các bạn. Ngon lắm rồi, qua cô kia cổ cũng định mua có nửa ký thôi. Cổ ăn ngon quá, mua đâu tới 2 kg luôn, làm hũ nửa ký á. Đây các bạn nhìn nè. Con tôm được ôi giời. Cái này là mình phải lột bằng tay đây đúng chị? Đây sạp mắm cô Lan, hiệu mắm bà Giáo Thảo, năm con số 1. Chuyên bán sỉ lẻ các loại mắm châu đốc, củ kiệu, kim chi, dưa món. Đặc biệt là thơm ngon, chất lượng, uy tín, đảm bảo vệ sinh. Chị có để Zalo là 0938 98 2939. Zalo hoặc Viber rồi Facebook. Facebook là Ngọc Lan Út Lan nha các bạn. Đó, nhìn những cái gian hàng, nhìn những cái món hàng mắm này trông rất là hấp dẫn. Rồi ở dưới này các bạn tới đây thì còn có những cái quầy như là bán bún chả giò này, bánh tráng này, bún thịt nướng này các bạn nhìn này. Bún thịt nướng đó, thơm phừng phức luôn. Bún thịt nướng này, bò lá lốt. Bún thịt nướng ánh tuyết. Ở các quầy tiệm khác như là bún riêu cua, canh bún, cháo thịt bằm, bún chân giò, chè. Đây có cả chương trình từ thiện luôn, tặng bà con bị tai biến, khuyết tật. Bún bò Huế, giò chả, bún bò Huế, nhìn cũng rất ngon này các bạn này. Bún bò Huế, rồi các loại chè. Đây chè cô đã để sẵn ở trên này rồi này. Bỏ sẵn từng ly trưng bày. Ai ăn cái gì thì ai ăn ly nào thì lấy ly đó luôn. Củ năng. Nhìn chè rất ngon nha. Rồi tới đây là bán ốc này, đây các món nhậu, ốc, nghêu, sò, rồi bún mắm. Rồi xin chào, bún mắm, bún thái, kính mời. Bún mắm, bún thái, đó, thịt heo quay này, tôm này, chả. Bún mắm bún thái sạp cô Thủy nhé. Tiếp theo các món các bạn là phở chay, hủ tiếu chay, bún mì xào, bún mắm bún thái. Đây, khu này đồ ăn rất là nhiều nhé. Mình tới đây mình mua các cái hàng hóa trong chợ rồi ăn bún, rồi chè, bánh canh, giò heo. Đó. Nhìn cũng khá là hấp dẫn. Rồi tới đây là khu mà bán bánh mứt kẹo này, đồ khô, bánh mứt kẹo, kẹo mãng cầu, trà là, rồi bán giỏ quà Tết. Dạ, chào cô, và con chào cô. Dạ. Dạ. Cô chuẩn bị đồ Tết là nhiều không cô?
Đây có những cái giỏ quà Tết này, có cả hình ông thần tài này các bạn này. Đây, cà phê, trồn, tất cả ở đây thì cô đều có để giá rất là to nhé. Chè Thanh Nhiệt, chè Atiso, trà móc câu Thái Nguyên, phục địa. Gần Tết cô lấy thêm nhiều hàng chưa cô? Lấy nhiều đó con. Dạ. Và cô dự kiến thì sức mua thì chừng nào thì khách mua đông thôi cô? Qua rằm. À dạ, vậy là cũng phải cỡ còn khoảng chục ngày nữa cô nhỉ? Đây là gái cô bán bánh kẹo này. À dạ, đây để con tham quan thử xem là cô chuyên bán trà cà phê rồi bánh kẹo. Cô coi trên mạng thấy con lên mạng nói gì phát cơm từ thiện. À hôm nay con qua đây có một cô ấy, nhà cô ngay gần chợ Xóm Chiếu mà cô ấy về đây cô gửi tiền cho con. Xong cô kêu con qua lấy mà cô kêu một tuần thì hôm nay con mới rảnh. Thì con mới qua. Dạ con lấy tiền xong rồi con đi quay chợ luôn ạ. Dạ. Đây cô bán đủ mặt hàng. Vâng, đây để con cô các cái loại bánh mứt kẹo mà khách hay mua dịp Tết là có những loại nào thưa cô? À. Đây. Các bạn coi thử. Em gửi chị cái mic chị nói cho nó rõ. Dạ chị cứ gài vô áo giúp ạ. Chị ơi, đây là quả trà là à chị? Dạ đúng rồi anh, nó là trà là. Trà là này. Rồi cái này là kẹo me này. Ô mai me chay này các bạn này. À, rất nhiều các loại ô mai nhé. Cái này là xoài xoài sấy dẻo à chị? Dạ, xoài sấy dẻo này. Mứt dừa nữa anh. Dừa truyền thống. Mứt dừa truyền thống. Mứt dừa đó là nhiêu tiền một ký đó chị? Dạ 25.100 gram. 25.100 gram. Đây, đó là khách gửi đây là hết chưa không, bao nửa ký. Đây các bạn này, cái bịch này là nửa ký này, mứt này rất là dày nhá. Ghi là Yến Phụng Thanh Trúc là, số 5 chợ Xóm Chiếu nhá, đường Đinh Lễ, quận 4. Cái này là chưa hút đây các bạn này. Còn nếu mà mình hút vào rồi thì mình sẽ để được lâu hơn. Có thể đóng hộp nữa nè. Nếu mà ai thích thì đóng hộp thì có tính thêm tiền không chị? Một hộp vậy là 20 ngàn. Có cái vỏ hộp này là 20 ngàn. Rồi đây mình thấy còn có chị ơi, cái mít cái gì xoài sấy dẻo này là nhiêu tiền một ký thưa chị? Dạ 250 một ký. 250. Rồi còn cái trái thơm này, thơm cũng bằng giá luôn, cũng 250 luôn. Về rồi còn các cái loại bánh kẹo truyền thống khác, kẹo này kẹo gì ta? À, năm nay tới nay mới có nè. Mè sừng à? Dạ không, cái này là mứt cuộn bánh tráng. Cái này là mè sừng. Đây gọi là gì ta? Mứt cuộn bánh tráng. Mít. Mít có lớp bánh tráng ở ngoài. À. Cái này là thơm đậu. À. Đó tất năm nay mới có. Thơm đậu là ở ngoài cũng cuộn bánh tráng này. Dạ đúng. Rồi còn trong này là trái mít này. Chế biến từ mít, mứt mít. Mà cuốn bánh tráng. Còn cái này là mãng cầu me cuộn. Cái này là mãng cầu me chuối cuộn. Đây toàn những cái bánh cổ truyền, bánh dân gian của mình. Đây là me trái, nguyên trái ngon. Me nguyên trái này các bạn này. Cái này thì bán nhiêu tiền một ký thưa chị? Dạ 15.000 một ký, 150 một ký. 150 một ký, 15.000 cho 100 gram. Rồi các loại như là hạt rẻ cười, điệu lụa cô, rong biển cháy tỏi. Rồi đây có cả khô bò. Ai muốn ăn cái khô bò này là nhiêu tiền một ký đây cô? Đó là bò hồng ngự. Bò hồng ngự Đồng Tháp 750 ngàn một ký này. Rồi khô bò sợi, khô mực, khô gà lá chanh. Mấy cái này cho các bác ăn nhậu nhé. Mực một Nha Trang, mực khô. Cái kẹo này kẹo gì ta? Kẹo mứt bí à? Dạ bí ạ. Kẹo mứt bí này. Đây là bánh dinh dưỡng dành cho những người ăn kiêng được. Bánh dinh dưỡng. Cái này là bánh chay hả chị hay sao? Dạ ăn chay ăn được luôn rồi. Nó là hạt thôi ạ. Các loại hạt thôi. Cái này thì bán nhiêu tiền một ký này chị? 380 một ký anh. 380 ngàn một ký thì mình quan sát nhanh thì thấy có hạt điều này. Hạnh nhân mắc ca. Hạnh nhân này, hạt mắc ca này, hạt bí này. Rồi bên này thì thấy các cái loại sô-cô-la này, mè đen này, đậu phộng này, kẹo dừa, rồi sô-cô-la Ú Mỹ này. Cái này mình cũng hay ăn này, nhiều khi không biết chỗ mua này các bạn này. Thường cái này là theo cả cái, người ta đóng gói theo cái bịch. Rồi đây các loại sô-cô-la nhập khẩu này.
anh với cái mấy hộp bánh biếu năm nay là hình rồng 3D đẹp lắm à. À chị giới chị lấy một hộp đi em để cho khách coi. Năm nay là năm rồng nhá, nên là mấy cái mẫu mà bánh có hình con rồng á, cái vỏ hộp cũng được nhiều người lựa chọn. Em có phần quà anh quay. Vâng, đây hình đây là long và phụng này các bạn này, trọng lượng là 328 gram. Cái vỏ hộp thì nhìn rất là đẹp luôn nhé, nó vừa có cái giá trị trưng bày bánh ở bên trong thì mình cũng chưa ăn. À đây, Oreo, giống dạng như Oreo ấy, bánh cookie. Một hộp này là nhiêu tiền thưa chị? 280 ngàn. Mà cái này mua làm quà biếu hoặc là trưng bày cũng rất là... Dạ, dạ. Đây. Dấu quà là hộp bánh đó. Đây, tiếp theo đây các bạn này. Đó, đây thì có cái giỏ quà là... mình thấy là có trà này, có sô-cô-la này, rồi có mứt này. Ở trên thì có một cái túi tài lộc, ở trên có hũ vàng nữa. Đại cát đại lợi. Giỏ này là thường tối thiểu là khoảng nhiêu tiền thì coi là, nhưng mà thấp nhất là nhiêu cô? 500, giá từ 500 tới cho tới 1,5 triệu thì tùy theo mình muốn lấy những cái mặt hàng nào đó thì mình nói thì cô sẽ bỏ thêm vô trong mình, rồi gắn vô, rồi bọc giấy bóng kính nữa, rồi mình mang đi mình biếu. Đây những cái giỏ quà mà nó đơn giản hơn này các bạn này, cũng có chúc mừng năm mới, nho, rồi các loại bánh. Rồi có trà móc câu Thái Nguyên, loại đặc biệt. Cái trà móc câu này ấy, là khi mình cho nước sôi ấy, cho nước sôi vô thì cái trà nó giống như là nó chìm xuống mà nhưng mà nó nở ra dạng như là một tôm hai lá hoặc là một tôm một lá, nó cong cong như cái móc câu nên họ gọi là trà móc câu. Và cái trà này cũng là một trong số những cái loại trà đặc biệt rất là ngon. Những người nào sành trà thì họ mới mua những cái loại mắc tiền như này nhé các bạn. Còn những người bình thường thì họ sẽ không nhiều khi không có thưởng thức những cái thứ mà nó xa xỉ như vậy. Rồi tiếp theo đây thì cũng mình thấy cũng nhiều thứ lắm. Đây là hồng treo gió này nhưng mà sấy khô. Cô bán đây được nhiêu năm rồi thưa cô? 30 năm. Vậy là ngày xưa thì cũng tên là chợ Xóm Chiếu hay sao hả cô? Từ đầu hồi đó đến giờ. Rồi mình bán ở đây thì đa số là khách quen hay khách là vãng lai cô? Vâng. Năm nay thì cái lượng khách vãng lai có nhiều không cô? Vâng. Dạ rồi, con cảm ơn cô nha. Rồi, chúc cô sức khỏe. Dạ. Dạ dạ rồi. Rồi, chúc cô buôn may bán đắt nhá. Rồi cô bác có cần những cái loại bánh mứt kẹo nào? Dạ vâng. Dạ. Dạ dạ thì nhớ ghé Thanh Trúc, chợ Xóm Chiếu, quận 4 nhá. Từ cái cổng chính đường đường ngoài này, đường Đinh Lễ cô nhỉ? Đường Đinh Lễ chúng ta đi vô thì gặp tiệm vàng thì quẹo phải là tới. Dạ. Rồi cảm ơn ạ. Dạ. Đây những cái khu các cô bán bánh mứt kẹo này. Đấy, trong chợ thì hàng hóa rất là nhiều, rất là phong phú. Mình tới mình sắm Tết thì mình nghĩ rằng là đi một vòng thôi là có thể mua được khá là nhiều thứ. Đây, các gian hàng bánh mứt kẹo. Rồi xà bông, sữa tắm, bột giặt. Rồi đây là các loại hóa mỹ phẩm. Sữa tắm, bàn chải, nước xịt phòng. Rồi các loại hộp nhựa, xà bông, dầu gội. Xà bông, dầu gội. Đây, chúng ta đi bên hông này thì sẽ gặp mấy cái sạp mà các cô bán trái cây. Đây các bạn nhìn này. Trái cây, trái táo này. Đấy, cô còn
cô còn để mấy cái lá vào nhìn như thiệt luôn á. Đây cũng là ấy, cũng là cách bán thôi, nhưng mà trang trí mấy cái lá này vào cứ tưởng như là cái trái táo nó đang có lá nhá. Rồi, trái cây nhập khẩu. Rồi. Đây mời cô bác anh chị chúng ta cùng đi tiếp. Trái cây à, chị. Đây, các loại trái cây sầu nho Mỹ rồi vú sữa bưởi. Đây, các cô trang trí mấy cái lá vào nhìn dễ thương quá trời luôn đó. Đây, các loại trái cây chào chị. Dạ sao ạ? Ôi trời ơi, lấy đâu mà nhiều thế? 5-700 mà còn khó. Bán được không chị? Bán đắt lắm chị. Chị mới xin đó. Nhưng mà thôi bỏ sập 5 triệu thôi, chứ 10 triệu thôi chị ha. Chị. Dạ. Và đây, các loại trái cây này. Trái cây chuối. Đu đủ. Ở bên này các bạn nhìn đây là có máy máy xay dừa khô này. Máy xay dừa khô. Đây là cửa số 4 nha. Đu đủ này. Đu đủ nhìn ngon chưa? Đu đủ này, vú sữa, thanh long. Máy này xay rất là êm nha các bạn, không nghe thấy tiếng gì hết. Mà cái dừa, chĩa cái này rồi họ làm gì? Cái xác ấy. Xác dừa nó lấy về nó làm thân, ủ lại làm thân. À, giống như để bón cây đúng không? Cái máy này chạy thấy êm quá trời. Đồ mình xài ngoài này đó, phải mua đồ mắc tiền mới xài được. Mà mua đồ rẻ tiền nó kêu mà nó ồn nghe khó chịu đúng không? Dạ. Cái máy này của chị xài rất là ngon cơm. Rồi chào chị, cảm ơn. Đây chúng ta tiếp tục đi vô trong chợ nhé. Cung cấp các loại thịt, rồi giò chả. Đây khu này thì các cô bán đồ khô. Đây mời các bạn đi tiếp này. Đi gần gần tới cuối chợ thì cũng có những sạp các cô ấy vẫn kinh doanh tại những cái địa chỉ đối diện cổng số 4 này. Đây. Đây các sạp này là bán đồ khô gia vị. 7 mứt kẹo. Rồi dầu ăn, mì gói, đường, nước tương, bột ngọt, mì omachi. Vàng, bạc, chén. Rồi, vàng, bạc, gia vị, mì, chén, dĩa, nhôm nhựa. Rồi, bánh, mứt kẹo. Bánh mứt kẹo, quần áo pháp phục, khúc tiệm vàng. Khu này thì bán đồ sành sứ, thủy tinh, bánh mứt kẹo, các loại chảo, nồi niêu xoong chảo. Rồi các cái son nồi vị hấp.
đúng rồi. Nồi niêu son chảo chén bát dĩa đồ của lau nhà. Các bình bông rồi bình bông lư hương với đồ thờ cúng trang trí tới đây thì cũng sành sứ đồ gia dụng đồ nhựa bình thủy bát đĩa lư hương son nồi coi bán đắt không à chú ạ? Đây mấy cái mẹt tre này, giả tre này, rồi các cái ly uống nước, ly nhựa, rồi đây tiếp theo thì cũng có bán các loại nồi, bình, rồi mấy cái đồ đựng mứt, đồ đựng mứt đựng trái cây. Đây, khúc này các loại hộp rồi. Đây, mời cô bác đi tiếp nhé. Các loại dao thớt này. Đồ đây là anh chảo cây. Nữa, anh hộp mứt nữa nè. Chảo và hộp nồi mứt. Nè, anh trái cây giả nè, anh đi nè. Quá trời luôn. Rồi, cảm ơn người đẹp. Đây, chung cúng. Chung cúng. Lưu hương, bình bông, trời, mấy cái ly đẹp rồi. Quá trời nè. Mua đi anh. Dạ. Thớt. Thổ keo, thủ keo. Gần như thấy cái gì cũng có luôn này. Mèo ngoắc tài ngoắc tiền này. Khuôn bánh bao. Muỗng. Đồ rất là nhiều phong phú các bạn ơi. Các cái gạt tàn này. Rồi bình. Bình bông. Chén cúng. Dĩa thủy tinh. Cẩn thận rớt. Vâng. Hộp đựng giấy. Hộp đựng khăn giấy. Dao. Dao. Muỗng vàng, cây lao. Đấy, chị bán cứ như là cái siêu thị á. Một cửa hàng nhỏ nhỏ nhưng mà cái gì cũng có này. Dạ, người chủ rất là dễ thương luôn à, dễ thương mà thương không có dễ đâu nha. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn chị. Đấy, hàng hóa thì nhiều cô bác cứ tới muốn mua cái gì thì nói là các cô sẽ tư vấn, giới thiệu để lấy cho mình. Rồi, chào các cô ạ. Đây, có giá hết này các bạn này. Đồ phong thủy thần tài. Rồi, rồi chào mấy cô ạ. Dạ. Dạ, con Tuấn Dương. Sài Gòn ngày nay. Dạ không, con thì không có nổi, hơi chìm ạ. Dạ, dạ. Đây, chợ xóm chiếu mà đây đây mới đúng là chất chiếu đây các bạn này, nhưng mà chiếu này chiếu cói này. Giờ chiếu mọi người có vẻ cũng ít xài, mọi người hay xài đệm, nhưng mà chiếu thì ở dưới quê là vẫn xài nhiều lắm. Chiếu, võng, mành, rèm. Màn cửa. Màn cửa đây, màn đây gọi màn sáo rồi võng. Để bàn đây. Khăn trải bàn này các bạn này. Ngày xưa mình nhớ nhà mình có cái bàn gỗ đó là ông bà hay mua mấy cái khăn trải bàn này để Tết để mình trải lên. Sau đó mình để bình bông rồi mình bày trái cây. Để ấm trà tất cả rồi đẩy khách. Hộp mứt nữa. Hộp mứt. Rồi đây những cái màn cửa, màn sáo này. Treo trang trí cũng có mà treo thiệt cũng có luôn. Có những cái treo trang trí thì nó ngắn ngắn thôi. Treo này thì ruồi với các thứ nó có thể nó không có rô được nha các bạn. Nếu mà cái màn mà nó dày. Rồi, tới đây. Toàn bê đồ nhựa này cô nhờ mà nó cũng nhẹ nhỉ. Cái này cái chất liệu. Cái màn phong thủy đây em. Vâng. Che cho nó kín nhà cho nó. Vâng, tránh người ta nhìn trực diện vô đúng không? Dạ. Ở đây là những cái chuỗi ấy, gỗ này các bạn này. Rồi, vòng nhìn đẹp quá. Cô bán đây được nhiều năm rồi thưa cô? Chị bán là 40 mấy năm rồi. 40 mấy năm? Vậy lúc từ lúc còn trẻ luôn? Đúng rồi. Lúc mẹ là tới con gái. Cô bán xong rồi chị tới chị bán. Truyền lại cho nó. Gọi là mẹ truyền con nối đấy.
Về ngày xưa thì bắt đầu là thưa là lúc đó là cô bán chiếu hay cô bán gì thưa bán cô? Chiếu. Ngày xưa là xóm chiếu là chuyên bán chiếu. Không phải, cái tên nó như là xóm chiếu địa danh thôi. Dạ. Nhưng mà hồi đó hồi thì trước lâu lắm rồi là cái giống như cái vùng trũng đi. Dạ. Trồng này kia vậy đó. Sau vậy. Này là vùng đầm lầy. À. Rồi dạ. Xong là sau này ta mới xây chợ. Vâng. Cái gọi là xóm chiếu. Dạ. Vậy cô là cũng gốc ở quận 4 à? À, cô gốc quận 4. Vâng. Con thấy người quận 4 thấy hiền lành dễ thương mà sao họ cứ bảo sang đây là sợ gì cái gì đất dữ rồi giang hồ tùm lum gì. Ngày xưa là dân tứ xứ lại. Vâng. Hiểu không? Rồi qua cái hồi thời Pháp rồi có nãy kia cái nọ. Vâng. Chứ bây giờ đâu còn giang hồ. Giờ thấy dễ thương quá trời, ai cũng nói chuyện cười vui tươi vui vẻ chứ đâu có phải là mặt đằng đằng sát khí như là chuẩn bị lấy máu ra đâu. Thời đại mới rồi mà. Dạ. Vâng. Hứa là năm nay cô được nhiêu tuổi rồi? 80. 80 mà còn khỏe này vẫn ra chợ chơi. Dạ, chợ chơi. Dạ. Gần Tết rồi. À. Gần Tết rồi con, là phụ dân. Thường là như cô bán lâu năm thì sẽ có khách mối quen. Đúng các rồi. Cô chú biết cô nhiều để tới ủng hộ. Khán giả hả? Khán giả. Khách hàng. Dạ. Khách hàng quen lâu năm rồi đó. Vâng. Ta nhìn mặt người ta ghé. Nhưng mà thưa cô thấy là sau đợt Covid thì có một số khán giả lớn tuổi cũng không có còn đi chợ nữa đúng không? Có. Nhiều đó, đó là rất nhiều. Vâng. Có quận 4 nhiều ạ. Vâng. Cô vì chợ là niềm vui á, ra bán gì đâu. Vâng, bây giờ là đi vì đam mê đúng không? Thường con thấy con thấy là này, các cô chú mà kinh doanh chừng 30 40 năm ấy là về kinh tế là đã đàng hoàng rồi, vững rồi. Bây giờ làm là vì cái nghề mình yêu thích thôi. Chứ còn tiền bạc là tích lũy từ nhiều năm trước. Có thể các cô ăn một đời, hai đời, thậm chí ba đời là có khi là chưa nhầm nhò gì. Vì nhà cửa, cái thời mà các cô buôn bán được ấy là nó rất là dễ. Còn bây giờ thì buôn bán thì nó bắt đầu nó chậm lại. Nó chậm lại, vâng. Vâng. Gần hết luôn á. Vâng. Quá. Thì con đi con thấy có nhiều cô chú ấy mà con tới nhà chơi mà nhà ví dụ như xưởng bây giờ có 100, 200, 300 công nhân thì cô chú bảo nếu mà ví dụ như tôi chỉ cho mướn cái nhà xưởng hay mướn nhà này thì tôi cuộc sống tôi không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà vì anh em người ta theo mình lâu năm ấy mà bây giờ mình bỏ thì người ta cũng tội nên là người ta vẫn cứ tiếp tục phải trèo chống người kinh doanh. Vâng. Cho nó có công ăn việc làm cho mọi vâng. Người. Mà ra đây ví dụ như vừa gặp khách hàng rồi có người đi nói chuyện cũng vui và chứ ngồi ở nhà thì chán lắm và dạ đúng rồi vâng thôi con cảm ơn cô cảm ơn chị. dạ con đi nhá dạ con chào ạ dạ xin chào à, mời các bạn cùng đi tiếp đến những cái quầy hàng khác. Mình tới đây mình tham quan, mình thấy mặt hàng nào ưng thì mua. Đấy, thấy các cô cũng rất dễ thương. Đây các loại nón này. Nón vải, nón lá, rồi mũ. Đó, rất nhiều mẫu, nón nam, nón nữ. Đây. Vâng, dạ. Rồi chị, vâng. Đây các loại nón này. Nón, rồi giỏ sách, văn phòng phẩm. Đây thì mình xem có những cái nón nào mình có thể ưng. Nón này coi thử xem sao ta. Nón có chữ dép này. Có cái em đội thử cái được không ạ? Dạ đây à, có cái gương để soi không ạ? Vâng nón rằn ri á cái nón đó là nhiêu tiền thưa chị? Về và có à có đánh giá luôn á về đây thì mình sẽ đội thử lên coi xem sao nhé. Ủa vẫn chật chị ơi. Có size bự hơn nữa. Cái này là
lớn rồi. Size lớn nhất rồi á. Đúng rồi. Anh thích màu đen không? Rồi thôi đợi để khi khác khi nào chị có cái nón rần ri mà nó bự hơn, cái đầu mình nó bự quá. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Dạ, đấy. Đúng rồi cô. Và đó các bạn, à, giống như mình và mình tới mình không mua mình ấy thì các cô vẫn vui vẻ nhá, không có sợ bị mắng gì đâu. À, rất là dễ thương, không có sợ. Em cảm ơn chị ạ. Dạ. Và mua là vui hơn. Dạ đúng rồi. À, tới đây là khúc mấy cái cô bán vàng này. Đấy, bà con mình đi sắm vàng bạc nữ trang để mua đồ trong những cái ngày Tết. Đó. Đi sắm vàng bạc các loại dây đeo. Đó. Đấy, bà con cô bác ai muốn sắm vàng thì tới mấy khúc này. Đây các bạn nhìn này, cũng có những cái mẫu này vòng nó 700.000, 750.000, giá không có mắc nhé. Tất cả là đều niêm yết giá hết thì thuận mua vừa bán. Đấy, mời cô chú chúng ta cùng đi. Bây giờ mình sẽ đi lên trên lầu nhé. Đây là lầu 1 này các bạn này, một cái thế giới một cái thế giới khác có vẻ nó yên tĩnh hơn. Đấy, các bạn nhìn thì các cô ấy, treo bông ở trên xung quanh cái khúc cầu thang ấy, trang trí tô điểm nhìn trông rất là đẹp này. Này. Đó. Thì mình cũng có thể mua những cái bông này về nhà mình trang trí, mình treo ở trước cửa ở bên hành lang cầu thang. Đó. Nhìn rất là dễ thương nha các bạn. Đẹp nữa. Nè. Wow. Rồi. Rồi. Các loại lan này. Nhìn đẹp quá. Wow. Đây có được cái không gian này trang trí nhìn trông cái cầu thang nó cũng sáng hơn. Đẹp hơn. Ở đây cô đang chuẩn bị, cô nhồi xốp rồi để cắm những cái bình bông khác. Đây các bạn nhìn này. Những cái mẫu các cái bình bông này, lan này, rồi hoa. Nhìn rất là ưng nha các bạn, hoa cúc, hoa thực dược. Đây, các mẫu hoa. Hoa vải, hoa. Đấy, hoa sen. Đây. Hoa hồng môn. Rồi, sen bự cũng có 505.000 nguyên một bình. Rồi, cái này nữa các bạn này. Nhìn đẹp quá trời luôn á. Cái này chúng cô bác mua để bỏ lên trên bàn thờ mình trưng. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tới những các cái khu bán quần áo. Đây, áo dài nam, áo dài con nít hình con rồng này. Kẹp tóc, rồi quần áo, đồ bộ, đầm bầu, áo dài cho em bé, áo dài cho em bé này, bé trai, bé gái. Rồi, những chiếc khăn. Khăn này ngày xưa đó, nhiều gia đình hay mua xong rồi chùm lên đầu cho em bé để đi cho nó đỡ bụi. Rồi, các khu bán quần áo. Quần áo đồ lót. Đây. Đây các khu khác. Váy chống nắng. Đây, quần short. Các loại khăn,
rồi đổ bộ cho phụ nữ trung niên. Đổ bộ phụ nữ trung niên, rồi dây lưng, áo dài cách tân, áo may sẵn đầm, áo bà ba. Đây cô có bán cả áo bà ba luôn này các bạn này. Áo bà ba chợ Xóm Chiếu, màu vàng, màu hường. À, chào chị. Rồi, quần áo, quần jean. Cũng có nhiều gia đình dẫn các cháu học sinh đi chợ mua đồ Tết. Đen này thì ngắn rồi nha. Đen này trên đầu gối. Để tới khúc này là bán các loại dù, giày dép. Giày dép, rồi các loại dù, dây lưng. Rồi, nhạc xuân. Cô bác em mở nhạc xuân. Dưới này mình cũng có thể đi cầu thang đi xuống dưới. Ở trên này các bạn nhìn mọi người đi mua sắm đồ cũng một đục lịch bắt đầu cũng khá đông rồi. Đấy, các cô đi sắm quần áo để mặc Tết. Rất là rộn ràng rồi. Rồi được, qua cây kiến. Quần jean mình có thể mặc thử. Dạ, em đi quay chợ thế ạ. Dạ. Quần áo rất là nhiều nhé. Nhiều mẫu. Ngày hôm nay ở chợ có khách ấy, cũng chợ có khách khá đông. Đông hơn ngày thường. Mua ở chợ thì mình cũng có thể trả giá một chút. Nếu mà thấy hợp lý thì các cô sẽ bớt. Quần áo. Dạ. Đây đổ bộ cho nữ trung niên. Đây cũng bán đổ bộ trung niên. Dạ, chào cô. Đây mấy cái áo cái hoặc là những cô bác chừng khoảng 50, 60 mặc rất là đẹp. Hôm qua đây thì bán đồ nam. Rồi đồ bơi. Chung là quần áo thì các bạn thấy là gần như là không có thiếu cái gì hết. Từ người lớn, người nhỏ, người già, người trẻ có đầy đủ hết. Viễn Điệp. Rồi đây. Áo dài cho em bé, bé trai, bé gái để mặc Tết. Ở đây các cái gian hàng mặc đầm, bán đầm. Đây, áo dài Tết. Chung là thường là chỉ tầm Tết ấy, thì các cô bác mới trưng cái áo dài ra để bán là nhiều thôi. Đây. Áo dài Ngọc Lan. Này vải kết cườm này. À, qua đây là shop Bảo Ngọc. Đồ len. Đấy, và có những cái chuỗi vòng trang trí. Đó, quần áo trung niên. Rồi, các loại vải. Sạp Hạnh Phúc. Rồi cô ạ. Vải áo dài này. Nhiều vật dày dụng mà nói gì? Ở đây thì vải thì rất là nhiều mẫu, nhiều màu sắc. Mây quần, mây áo, mây đầm. Mà thường thì mình hay giới thiệu các cái loại vải ở chợ An Đông cũng mới lắm. Đây.
vải thời trang Thanh Hoa. Đấy, các mẫu bông hồng tú cầu này, kết đá pha lê này, lên áo dài rất đẹp, gấm lụa. Rồi sạp trang, quầy vải đây, các bạn nhìn những vải màu sắc, cái đủ màu sắc, cầu vồng đỏ, da cam, vàng, lục lam, tràm tím. Đây cũng một cửa hàng vải tiếp theo này. Rồi mời cô bác anh chị chúng ta tiếp tục cùng di chuyển. Đây cái khu bán vải. So với chợ An Đông thì chợ Xóm Chiếu có vẻ cái lượng khách tới không có đông bằng. Đây, các cửa hàng bán vải này. Đó là chị bán là vải ren đó, ren màu hồng, cánh sen. Cái đó may đầm, có thêm cái lớp lót nữa là đẹp, bao đẹp luôn. Cúc bán vải, vải tâm. Công ty thương nghiệp các loại vải. Vải đây, những cái vải lấp lánh này các bạn nhìn rất là đẹp nhé. Nếu mà mình mua mình mặc trong đêm lễ hội, dạ hội gì đấy, trời ơi, đủ các màu sắc này, lung linh, long lanh, long lánh. Rồi, khúc mấy chị bán đồng hồ, bán quạt, áo dài. Chào cô ạ. Dạ. Và đồng hồ vẫn xài tốt đúng không? Dạ. 100.000 một bộ. Xin chào, xin chào. Xả 90-100.000. Dạ. Và Hảo Hảo mỹ phẩm, đồ sơ sinh, đồ lót. Dạ. Cái nào cũng để giá hết này á. Để giá hết luôn, sale á, sale toàn tập luôn á. Sale toàn tập luôn này. Áo đây đồ bộ đúng không chị, 100.000 này. Đồ bộ cho nữ hình con gấu rất là dễ thương, nhiều màu sắc này các bạn này. Em ở Sài Gòn ngày nay. Dạ. Em sale hết rồi, đúng không? Bình thường là trăm mấy mà năm nay á em xả hết luôn, còn có 90 thôi. Cầm lớn là còn có 100.000. Về. Rồi bên đây áo, mấy áo mấy cái áo trung niên ấy. Dạ, còn có 150. Ồ, 150. Bình thường 200 mấy. Thường cái này mà cái người nào cỡ bao nhiêu tuổi mặc thôi chị? Cỡ khoảng 60. 60 ký, à dạ. 6 mấy ký tuổi dạ, trở mấy lên ký, đó. 6 mấy ký dạ đúng rồi. 6 mấy trở lên hay trở dạ, xuống? Dạ đúng rồi, trở lên. À, trung niên á. Trung niên các cô. Em xả nhiều mấy cái mấy này cũng 150 hết luôn. 150 ngàn. Trời ơi. Nay bán mai nghỉ mốt đi Mỹ à? Hay sao? Đây này, nhìn cái áo này xả mà 150.000, cô bác mua mặc cũng được này, nhìn cô trông nó dễ thương lắm. Dạ. Này. Mua đi cô. Chị ướm thử cái áo này này để cho mấy cô nào muốn về Việt Nam chơi hoặc là đi chợ mua này. Giới thiệu giùm em. Dạ. Đây. Cỡ em 6 mấy ký lại mặc cỡ này được. Vâng. Còn mấy cái này lớn hơn thì cỡ 70 ký, 7 mấy ký. Vâng. Con giãn đã lắm. Vâng. Mặc mấy quần ôm. Cái đó mặc giặt nó có bị phai màu không dạ chị? Dạ không, đánh mấy giặt vô tư. À. Nè, nó dễ thương nè các bạn ơi, có 150.000, trời ơi, mặc quá trời đẹp luôn đó. Con giãn nè, đó, vâng. Con giãn tới 70 mấy ký luôn. Ờ. À. Đúng rồi, mặc ở nhà rộng cho nó thoải mái. Và cái này mặc đi chơi cũng được đúng không? Đi chơi mặc mấy quần bó nè. Vâng. Ờ. À. Đây còn nhiều cái mẫu bông khác nha các bạn này. Mà size này mặc đó, rất là thoải mái. 150.000. Wow, cũng nhiều màu quá. Dạ. Dạ. Về
Rồi chị chuyên đồ nữ à? Dạ nữ, còn nam thì em cũng bán quần đùi này. À. Đây rồi những cái đầm nữa này các bạn này. À. Rồi các bạn nhớ ghé chợ Xóm Chiếu nha, mua mình thấy có mấy cái mẫu mà áo có 150.000 hoặc 100.000 một bộ là. Và mà chị bán hàng này rất là khéo tay, chị còn bán thêm cả đồ ăn nữa này, rồi mỹ phẩm này, trời ơi. Đủ thứ trên đời luôn. Dạ, em cảm ơn nha, chào chị. Dạ dạ, chào chị. Dạ. Vâng, dạ. Rồi, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới nhé các bạn. Mình sẽ đi xuống để chuẩn bị kết thúc cái video clip này. Giờ sẽ đi ra cái mặt trước của chợ. Cô bác thấy bông nhìn rất là đẹp, rất dễ thương. Đó rồi. Hoa vải nhìn rất là đẹp luôn. À, tới khúc ngoài này các bạn là các cái tiệm vàng. Mình sẽ quay cái mặt trước, mặt tiền của ngôi chợ để cô bác anh chị chúng ta cùng coi. Đấy, bảng giá vàng này 6 triệu mấy một chỉ vàng SJC. Ông thần tài, quốc tài, quốc tiền, lịch. Chữ chúc mừng năm mới. Con rồng, con phượng. Chữ phúc. Đây các bạn cũng có những người đang ngủ ở ngoài vỉa hè luôn này. Đây toàn cảnh ngôi chợ ở Xóm Chiếu. Đây đang là mặt tiền ở phía trước của chợ. Cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh để ủng hộ Tuấn Dương ra nhiều video mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.